Đến 21 giờ tối qua, vụ cháy công ty cổ phần Kim khí Long An tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mới được dập tắt hoàn toàn sau hơn 5 giờ xảy ra cháy. Bước đầu ghi nhận vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi kho xưởng rộng hàng ngàn mét vuông và nhiều hàng hóa vật liệu bên trong. Vụ cháy xảy ra vào lúc 16 giờ chiều qua khi công nhân phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực nhà xưởng của công ty. Công nhân và nhân viên công ty hô hoán chạy ra ngoài dùng vòi nước dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bốc cháy quá lớn. Tại hiện trường, cột khói lửa bốc cao hàng chục mét uy hiếp các nhà dân bên cạnh. Nhận tin báo cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai cùng công an thành phố Biên Hòa điều động 6 xe chuyên dụng cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an thành phố Biên Hòa và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Đồng Nai phối hợp điều tra xác minh.